Lực lượng cứu hỏa Paris nỗ lực dập lửa ở nhà thờ Đức Bà, một địa điểm nổi tiếng ở Paris, vào khoảng 7 giờ tối ngày 15 tháng 4 giờ địa phương, tức khoảng nửa đêm theo giờ Việt Nam, trong lúc ngọn lửa và khói bốc lên ngùn ngụt ở phía trên nhà thờ. Tin cho hay, ngọn tháp nhọn của nhà thờ đã đổ sập. Ngọn lửa bốc lên từ mái giáo đường, vốn là di tích lịch sử được viếng thăm nhiều nhất châu Âu. Tuy nhiên, mức độ nghiêm trọng của vụ cháy vẫn đang được đánh giá. Theo phát ngôn nhân của nhà thờ Đức Bà, đám cháy bộc phát vào khoảng 18 giờ 50 phút. Cảnh sát Paris cho biết chưa có báo cáo về số tử vong. Họ cũng không đề cập về số người bị thương. Điện Elise loan báo, Tổng thống Emmanuel Macron gấp rút đến thị sát hiện trường vụ cháy. Do đó, bài diễn văn của ông Macron bàn về các giải pháp rút ra sau cuộc đại thảo luận toàn quốc để giải quyết cuộc khủng hoảng áo vàng dự kiến diễn ra vào buổi tối đã bị hoãn lại. Cảnh sát Paris chưa xác định được nguyên nhân vụ cháy, nhưng truyền thông Pháp đưa tin nó có thể liên quan đến việc tu sửa, một dự án tiêu tốn khoảng 6 triệu euro, tương đương 6,8 triệu đô la Mỹ. Các hình ảnh video cho thấy những cột khói cuồn cuộn bốc lên không trung phía trên ngôi giáo đường 850 tuổi, được thiết kế theo kiến trúc Gothic. Thị trưởng Paris Anne Hidalgo mô tả đây là vụ cháy khủng khiếp. Bà kêu gọi mọi người hãy tôn trọng hàng rào hạn chế mà lực lượng cứu hỏa dựng lên. Reculez, reculez, reculez au maximum.